vết cạn nhân lực, phụ nữ ra trận. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay quả thực là một ngày bận rộn với nhiều tin tức thú vị và chúng tôi sẽ không giới thiệu dài dòng nữa mà xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Cú đánh hạ gục Ukraina trên thị trường ngũ cốc. Kính thưa quý vị, cuộc gặp giữa tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và tổng thống Nga Putin đã kết thúc nhưng kết quả của nó lại khiến cho thế giới một lần nữa phải tốn giấy mực để thảo luận. Vấn đề cần phải mổ xẻ đầu tiên đó là vị thế của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước Tổng thống Nga. Nhìn bề mặt thì có vẻ như đây là một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà trên thực tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang vào vai một sứ giả của phương Tây để gặp ông Putin. Như chúng ta đã từng nói trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang ở một giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Nền kinh tế thì bết bát, tương lai sự nghiệp chính trị của ông Erdogan vô cùng đen tối. Cho nên, với Thổ Nhĩ Kỳ thì cuộc gặp này là rất quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ đang rất cần tiền, rất rất nhiều tiền để chống đỡ cho nền kinh tế đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất. Theo thống kê của Thổ Nhĩ Kỳ thì tỷ lệ lạm phát hàng năm là 58,95%. Tập đoàn Goldman Sachs đã dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ sẽ suy thoái vào nửa cuối năm 2023. Đồng tiền lia của Thổ Nhĩ Kỳ tuy đã ổn định nhưng vẫn đang ở mức giá thấp. Ngoài ra, người dân đang trông chờ vào sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc khắc phục hậu quả của trận động đất. Và Tổng thống Nga Putin lại là người có thể trao cho Thổ Nhĩ Kỳ những túi tiền lớn. Đầu tiên đó là dự án hành lang Thổ Nhĩ Kỳ dành cho ngũ cốc của Nga. Nếu như trước đây thì Erdogan tưởng rằng việc Nga không tham gia thỏa thuận cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến dòng chảy lương thực từ các cảng của Ukraine. Nhưng mà giờ đây ông ta đã nhận ra rằng kể từ khi rút khỏi thỏa thuận này, Nga cũng thẳng tay phá hủy các cơ sở hạ tầng của cảng Ukraine. Điều này khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây nhận ra ngũ cốc sẽ không thể được vận chuyển nếu không có sự đồng ý của Moscow. Tình hình đó đã thúc đẩy Erdogan phải kiên nhẫn chờ đợi trong vòng 2 tháng để được gặp mặt Putin. Về phía mình, ông Putin muốn để cho Thổ Nhĩ Kỳ thật sự ngấm đòn về tổn thất kinh tế và Erdogan phải hiểu rằng ông ta sẽ mất nhiều hơn nếu còn tiếp tục chơi trò còn lắc cơ hội. Khi biết Erdogan không thể ngồi yên được nữa thì Putin đã đưa ra những lời mời hấp dẫn. Đó là biến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trung tâm ngũ cốc, nhưng không phải là ngũ cốc của Ukraine mà là ngũ cốc của Nga. Như chúng ta có thể thấy từ kết quả được công bố sau hội nghị thượng đỉnh ở Sochi, hai nước này đã đồng ý rằng ngũ cốc của Nga sẽ được chế biến và gửi đến các nước châu Phi thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đợt đầu tiên sẽ là 1 triệu tấn ngũ cốc và tiềm năng xuất khẩu của Nga lên tới 60 triệu tấn. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm thu nhập từ việc bán ngũ cốc đã qua chế biến cùng với các khoản phí thuê kho bãi. Thổ Nhĩ Kỳ khi này có thể tự định đoạt các chi phí kho bãi cho hàng triệu tấn ngũ cốc di chuyển tới các nước nghèo châu Phi. Tức là vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng lên. Đây quả thực là một dự án hấp dẫn. Đối với nông dân Nga mà nói thì việc ngũ cốc phải đi qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến cho chi phí vận chuyển và kho bãi tăng lên. Nhưng mà đương nhiên điều đó và đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngành nông nghiệp Nga. Nhưng mà cái được sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó là Nga sẽ đẩy Ukraine ra khỏi thị trường ngũ cốc thế giới ngũ cốc Nga sẽ thay thế cho ngũ cốc Ukraine. Và khi này, Nga vẫn còn có một đòn bẩy để định đoạt giá cả, bởi vì họ là người chơi lớn duy nhất trên thị trường toàn cầu. Ngoài trung tâm ngũ cốc thì Nga còn tặng cho Thổ Nhĩ Kỳ một dự án trung tâm khí đốt. Tại hội nghị thượng đỉnh, Gazprom đã bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ bản dự thảo lộ trình và bước tiếp theo sẽ là thành lập một nhóm làm việc chung. Điều này cũng sẽ mang lại cho Ankara tiền bạc và sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có bữa trưa nào là miễn phí chúng ta đang nói tới một thỏa thuận chính trị rất quan trọng khác mà putin đã đạt được đối với ông erdogan đó là việc mở lãnh sự quán nga ở phía bắc đảo ship thuộc thổ nhĩ kỳ có nghĩa là trên thực tế thì liên bang nga đã công nhận nước cộng hòa bắc ship thổ nhĩ kỳ quốc gia này vốn không được phương tây công nhận có vẻ như là điều đó không có lợi cho nga nhưng nó lại mở ra một cơ hội cho phép nga có quyền yêu cầu ankara công nhận ngược lại về bán đảo crimea một vấn đề quan trọng nữa đó là nếu như các dự án hợp tác với nga phát triển thì đương nhiên Ankara sẽ phải gây sức ép lên phương Tây để họ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngũ cốc và phân bón của Nga, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa Swift, tiếp tục duy trì các dịch vụ của các công ty bảo hiểm và dịch vụ hậu cần. Có như thế thì Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể đảm bảo được vai trò là trung tâm trung chuyển ngũ cốc và năng lượng của Nga. Như vậy, lợi ích kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ càng ngày càng xung đột với xu hướng thân phương Tây của nước này. Đồng thời, những bất đồng với NATO cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn khi mà các cuộc tấn công của Ukraine đang được tiến hành nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt dưới sự hỗ trợ của phương Tây. Trong trường hợp đó thì ông Erdogan sẽ trở thành một cây kiếm của ông Putin để chống lại chính đồng minh của mình. Như vậy, kết cục của trò chơi đó là ông Putin đã thu phục và ràng buộc được Erdogan. Như chúng ta đã biết, Erdogan muốn thuyết phục Nga quay trở lại thỏa thuận, thực chất chính là biến mình thành sứ giả của phương Tây để đi đàm phán với Nga. Nếu và điều này cho thấy sự yếu thế của phương Tây trong khi liên hợp quốc và NATO cứ ra giả ra giả nói về những lệnh trừng phạt trừng phạt thì người Nga vẫn cương quyết với lập trường của mình. Ông phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt thì chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện. Sự ra đi của Challenger 2, NATO chùn bước. Hôm nay ngày 6 tháng 9 trên mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải các hình ảnh về chiếc xe tăng Challenger 2 bốc cháy. Phản ứng với vụ việc này thì tạp chí quân sự của Mỹ viết rằng việc Challenger 2 bốc cháy đã trở thành một chiến thắng khác của Liên bang Nga trong chiến dịch đặc biệt. Bài báo có đoạn, những chiếc xe tăng này được coi có lớp giáp bảo vệ vượt trội so với bất kỳ một phương tiện nào khác đang phục vụ trong quân đội Ukraine. Mặc dù hệ thống hỏa lực đã lỗi thời và khả năng di chuyển chậm chạp, khiến cho chúng gặp bất lợi trước các xe tăng như là Leopard 2A6 của Đức hoặc là các khí tài cao cấp hơn của Nga như là T-90M và T-80BVM. Thế nhưng, Người ta đã nhìn thấy cách mà Nga phá hủy một số lượng lớn Leopard 1, Leopard 2 cùng với 60 xe chiến đấu bộ binh Bradley và giờ là đến lượt xe tăng Challenger 2. Điều này cho thấy rằng quân Nga không sợ vũ khí của phương Tây, họ có đủ khả năng để vô hiệu hóa chúng. Cho nên tác giả lưu ý rằng, việc xe tăng bị phá hủy là một sự thiệt hại nghiêm trọng mà chưa thể đoán được liệu nó có khả năng ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình thỏa thuận về các đợt viện trợ vũ khí tiếp theo cho Kyiv. Nó cũng là một lời cảnh báo đối với Hoa Kỳ, vốn đang nghĩ đến kế hoạch gửi xe tăng Abram cho Ukraine. Với việc từng lô vũ khí của mình bị tiêu hủy như vậy, giờ đây chính NATO cũng phải suy nghĩ liệu họ có nên gửi tiếp vũ khí để Nga chứng minh năng lực quân sự của mình hay không. Và nếu như không muốn lặp lại các thất bại đó, thì họ sẽ phải viện trợ loại vũ khí nào trong kho đây. 60.000 phụ nữ Ukraine xung trận Hôm nay, Thời báo Anh đã viết về tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía Nam. Bài báo có tựa đề là Cuộc tấn công của Ukraine, tôi sẵn sàng chết. 90% đàn ông ở đây cũng sẽ chết. Theo báo cáo, quân đội Ukraine cho biết đơn vị được tung ra để xoay chuyển tình thế ở mặt trận đã mất đi 75% sức mạnh. The Times cũng cho biết rằng quân đội tinh nhuệ của Ukraine tiết lộ cái giá khủng khiếp mà họ phải trả cho việc chọc thủng các vị trí của Nga trong cuộc phản công mùa hè. Theo các bác sĩ quân y trực thuộc các đơn vị quân đội khác nhau, số người chết lên tới 4 con số, Binh lính Ukraine đang phải tự hỏi rằng cái giá phải trả cho những hoạt động như vậy là gì khi kết quả là những ngôi làng nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Ấn phẩm dẫn lời các chiến binh Ukraine nói với các phóng viên như sau Khi tôi nghe thấy những người trong nước và người nước ngoài không tham chiến nói rằng Ồ, oh, quân đội Ukraine có xe Bradley và xe Leopard Bây giờ đây họ có thể cho người Nga thấy cái gì là cái gì. Khi đó thì tôi đã phải lấy tay ôm đầu Tôi muốn họ có thể tới đây và chứng kiến thực tế cuộc đấu tranh của chúng tôi. Theo một số kênh truyền thông từ Ukraine cho biết, có khoảng 60.000 phụ nữ Ukraine đã được đưa vào tiền tuyến, trong đó có hơn 42.000 là quân nhân. Kênh tiếng nói Ukraine cũng đã xác nhận thông tin này. Điều này chứng tỏ rằng quân đội Ukraine đã tổn thất rất lớn, nam giới tham gia vào lực lượng vũ trang đã cạn kiệt và họ phải buộc huy động tới cả phụ nữ, trẻ em và người già. Thậm chí còn có một số báo cáo rằng cả những người khuyết tật cũng bị đưa ra tiền tuyến. Cựu đại tá quân đội Hoa Kỳ Douglas McGregor trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson đã nói một thông tin khiến cho nhiều người phải đau xót. Đó là 60.000 trẻ em Ukraine đã biến mất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Phụ nữ bị bắt cóc và ném vào các động mại dâm. Cuộc chiến này là một thảm họa. Những người tắm trong máu đang ở Kiev và Washington. Điều này nói lên một sự thật khốc liệt rằng cuộc chiến mà NATO tạo ra không chỉ khiến cho binh lính hai bên tham chiến phải đau đớn, mà nó cũng là một cuộc diệt chủng đối với những người dân thường vô tội. Bởi vậy, những chính trị gia không muốn dừng lại cuộc chiến này chính là những kẻ máu lạnh, sát nhân, ghê tởm nhất. Và họ phải chịu trách nhiệm trước những mất mát và đau đớn của thường dân hai nước. Nhưng mà có vẻ rằng cô máy chiến tranh khát máu này vẫn chưa dừng lại. Giờ đây, kẻ điều khiển nó đang muốn kích động xung đột ở một vùng đất bình yên khác. NATO kích động chiến sự ở Balkan Hôm nay truyền thông đưa tin Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết các cuộc tấn công mới nhắm vào Ukraine diễn ra rất gần với biên giới của nước này. Tất cả chuyện này xảy ra một ngày sau khi máy bay không người lái chở đầy chất nổ của Nga lao xuống sông Danube. Điều này diễn ra cũng trùng hợp với động thái của NATO ở vùng Balkan và việc Mỹ đang muốn biến Romania trở thành trung tâm quân sự. Cụ thể là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và các rủi ro an ninh ngày một gia tăng khác sẽ buộc nước này phải cải thiện khả năng phòng thủ. Ông này nhận xét rằng điều bắt buộc đó là phải vượt qua sự tụt hậu về công nghệ, đạt được khả năng tương tác với các đồng minh, thoát khỏi di sản còn sót lại của Liên Xô. Và cuối cùng là phá vỡ sự phụ thuộc vào Nga về các thiết bị chiến đấu. Thế nhưng thì ngay sau đó, Tagarev cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở nước này đang làm suy yếu các nỗ lực củng cố lực lượng vũ trang với các nhân sự được đào tạo bài bản. Ông ấy nói thêm rằng Bulgaria sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp thêm viện trợ quân sự. Và rằng, an ninh chung trong tương lai của châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến này. Hai hước nằm ở chỗ, theo điều tra dân số năm 2021 thì dân số Bulgaria chỉ là hơn 6,5 triệu người. Vậy thì họ sẽ tham chiến như thế nào sau các phát ngôn hổ đồ như vậy? Thực ra là sự liều lĩnh của Bulgaria rất đơn giản. Họ chỉ là một thành viên của NATO, họ đang nghĩ rằng họ có thể dựa lưng vào chiếc ô đó. Cho nên, kể từ khi lên nắm quyền, thì chính quyền mới của nước này dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nikolai Denkov đã theo đuổi chính sách đối ngoại ngày một thân phương Tây và Ukraine, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Rumen Dadev, cũng như là các đảng xã hội đối lập khác. Và điều này khiến cho Bulgaria phải liều lĩnh dẫn thân vào một cuộc chiến mà họ chẳng có thực lực gì trong tay. Điều đáng chú ý đó là câu chuyện của Bulgaria chưa phải là tất cả vấn đề ở vùng Balkan. Mỹ còn đang kích động một quốc gia khác trong khu vực này. Ví dụ một trung tâm đào tạo phi công F-16 mới sẽ được mở ở Romania. Chúng có thể được tiếp nhận đào tạo các phi công Ukraine. Họ đến đây để học lái máy bay chiến đấu của Mỹ. Và sáng kiến này đã được thực hiện trong vài tháng và là một nỗ lực chung của Lockheed Martin cùng với chính phủ Romania và Hà Lan. Trung tâm này sẽ được đặt tại một căn cứ của Romania tại Bukera. Nó nằm cách căn cứ không quân biển đen của Mỹ khoảng 50 dặm về phía Tây và đây cũng là nơi đóng vai trò trung tâm của lực lượng Mỹ ở Romania bộ trưởng quốc phòng romania angantiva cho biết chúng tôi sẽ đào tạo phi công từ ukraine nếu như họ bày tỏ mong muốn của mình thực chất bất kỳ một hoạt động huấn luyện nào của quân đội ukraine tại căn cứ này đều sẽ mất thời gian và ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là dành cho việc đào tạo quân nhân romania thật là kỳ lạ phải không quý vị chẳng phải là ukraine đang có chiến tranh hay sao tại sao lại không chú trọng đào tạo phi công cho ukraine mà lại đi đào tạo phi công cho romania phải chăng là phương Tây đang có ý định chuẩn bị cho Romania tham chiến chống Nga? Và vẫn chưa hết đâu quý vị, bất kỳ một quốc gia nào gần Nga có giáp biên giới trực tiếp với Nga cũng đều có thể trở thành những ngòi nổ để phương Tây kích hoạt xung đột. Trudeau tức giận trước hành động của Moscow Xung đột Nga-Canada sắp xảy ra Quan hệ giữa Nga và Canada đang đứng trước một bờ vực khó khăn. Bây giờ đây, hai nước phải đối mặt với một làn sóng căng thẳng mới. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào cuối tháng 2 năm ngoái đã thực hiện một bước tiến nữa để đẩy căng thẳng lên tầm cao mới. Ông này đã ra lệnh bắt giữ máy bay chở hàng Ruslan của Nga ở Toronto. Điều này khiến cho Moscow rất tức giận. Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái thì Canada và nhiều quốc gia khác cũng đã phải đối mặt với mối đe dọa từ dịch virus Corona. Lúc này thì Justin Trudeau đã nhanh chóng đặt mua thuốc và dụng cụ xét nghiệm từ Nga, nhưng sau khi máy bay Nga Ruslan chở lô hàng y tế này cập cảng hàng không Canada, thì chính phủ nước này lại thu giữ máy bay cũng như là hàng hóa và phi hành đoàn. Phản ứng của Nga trước động thái này là rất quyết đoán. Họ từ chối cung cấp thêm vật tư y tế và các vật liệu để xét nghiệm. Ngoài ra, Nga cũng bắt đầu xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị khác nhau để chống lại Canada. Trong số các lệnh trừng phạt này thì đáng chú ý nhất là lệnh cấm tất cả các chuyến bay đến Canada đi qua lãnh thổ Nga. Điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của một số hãng hàng không Canada và những khó khăn lớn về cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước. Ngoài ra, Phía Nga còn thực hiện việc hạn chế hoạt động của công ty Magna của Canada. Công ty này chuyên cung cấp linh kiện cho các dòng xe cao cấp. Thế nhưng sau khi Nga tung ra lệnh trừng phạt thì Magna buộc phải bán các nhà máy của mình ở Nga và mất khả năng tiếp cận các nguồn lực chiến lược để phục vụ sản xuất. Mọi thứ đã chỉ ra rằng mối quan hệ giữa các quốc gia cần phải trung thực và minh bạch. Bất kỳ một động thái lật lọng nào đều không thể dài lâu và chắc chắn nó sẽ làm tổn hại lòng tin của hai bên. Sở dĩ chúng ta đề cập đến mâu thuẫn Canada-Nga như thế này đó là vì cần phải nhấn mạnh rằng dù cho Canada là sân sau của Hoa Kỳ, nhưng nếu như họ cứ vẫn theo đuổi chính sách trung thành với Washington, thì rất có thể mâu thuẫn với Nga sẽ bị lợi dụng để kích hoạt xung đột, đe dọa đến miền Bắc của đất nước này. Cũ sốc cho Washington, Nga bàn giao công nghệ thay đổi cuộc chơi cho Iran. Các sự kiện chính trị quan trọng thường bị che giấu khỏi công chúng, nhưng mà đôi khi chính những sự kiện không được chú ý này lại có bối cảnh sâu sắc và đầy ý nghĩa. Việc Nga chuyển giao công nghệ hoặc là thậm chí bán máy bay cho Iran đang trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng. Các sự kiện này có ý nghĩa rất đặc biệt nếu như chúng ta tính đến mối quan hệ gần gũi giữa Iran và Nga. Hôm 5 tháng 9, Eurasia Times cho biết rằng Iran đã mua của Nga lô máy bay huấn luyện Yak 130 là tiền thân của Su-35. Động thái này là một bước đi hợp lý giúp Iran tăng cường bảo vệ không phận khỏi các mối đe dọa tiềm tàng. Đặc biệt là khi nước này nằm giữa một cộng đồng các quốc gia thù địch và thời gian cũng sẽ cho biết sự hợp tác quốc phòng giữa Nga với Iran sẽ mang lại những lợi ích gì cho sự ổn định trong khu vực Trung Đông đầy bất ổn. Ngoài cú sốc mà Nga dành cho Mỹ từ Iran, thì việc thắt chặt mối quan hệ đối tác với Triều Tiên cũng khiến cho Washington đứng ngồi không yên. Bất chấp Mỹ đe dọa trừng phạt, Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra coi thường và tiếp tục hợp tác với Nga. Vậy thì tại sao những lời đe dọa từ Washington lại trở nên kém hiệu quả đến như vậy? Đó là bởi vì cuộc chiến ở Ukraine càng kéo dài sẽ càng phơi bày những điểm yếu của Liên minh phương Tây. Họ đang suy yếu và đó là những gì mà cả Iran, Trung Quốc hay Triều Tiên đều nhận thấy được. Hướng tới xung đột EU-NATO The Atlantic đã viết rằng NATO có thể sụp đổ trong tương lai. Sau khi ca ngợi NATO là nhóm an ninh thành công nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, tác giả cảnh báo khối này có thể sụp đổ vào năm 2025. Nguyên nhân của sự sụp đổ này là sự khác biệt sâu sắc trong quan điểm của phe dân túy do Donald Trump lãnh đạo hiện đang chiếm đa số trong Đảng Cộng Hòa và những lo ngại về an ninh hiện hữu của phần lớn châu Âu vì cuộc chiến ở Ukraine. Theo tác giả bài viết, nếu như Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, thì chính quyền mới có thể ngừng mọi hỗ trợ dành cho Ukraine và điều này cuối cùng sẽ chia rẽ liên minh Đại Tây Dương. Đó là viễn cảnh mà các nước châu Âu chưa chuẩn bị trước. Nếu như lập trường thân Nga chống Ukraine của Đảng Cộng Hòa được củng cố, thì các nước châu Âu sẽ phải gánh hầu hết trách nhiệm trong việc hỗ trợ Kiev. Ngoài ra, lãnh đạo các nước châu Âu còn phải chuẩn bị cho thực tế đó là Mỹ sẽ rời NATO và cố gắng khôi phục quan hệ với Nga. Trước đó, người Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết, viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden đã vượt quá 43,7 tỷ USD Khoản chi tiêu quá mức này cho Ukraine còn chưa bao gồm hàng chục tỷ USD viện trợ nhân đạo và các hình thức viện trợ khác. Đây dự kiến sẽ là tâm điểm thảo luận trong chiến dịch bầu cử Mỹ. Có vẻ như là chiến dịch bầu cử sắp tới sẽ là một trong những chiến dịch gay gắt nhất trong lịch sử những năm gần đây. Khi mà ứng cử viên tiềm năng Donald Trump đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự, trong khi đảng Cộng hòa của ông hiện đang tổ chức một nỗ lực để luận tội Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Khả năng xảy ra một phiên tòa dân sự chống lại Joe Biden khiến cho nhà trắng phải thành lập một phòng chiến tranh và tình trạng này nảy sinh sau khi một số đảng viên đảng cộng hòa kêu gọi tiến hành thủ tục luận tội tổng thống về những sai lầm tài chính của ông ta dưới thời chính quyền obama và hàng loạt những vụ bê bối đã được đưa ra liên quan tới gia đình joe biden và chính quyền đảng dân chủ vẫn đang tiếp tục được phơi bày mặc dù là đảng dân chủ đã lên tiếng phủ định nhưng mà họ không thể biện minh được cho việc họ đã làm hoa kỳ suy yếu trên chính trường quốc tế khi mà nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy thoái, thì càng ngày càng có nhiều người sẽ theo đuổi chủ nghĩa biệt lập, tham gia vào các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine, đặc biệt là sau thất bại hoàn toàn của cuộc phản công đã bị thổi phồng quá mức. Hiện tại thì ông Donald Trump là tiếng nói chính trị hàng đầu của Mỹ sẽ thúc đẩy chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc chiến Ukraine và điều này sẽ giúp cho ông ấy có được nhiều sự tín nhiệm của cử tri hơn so với tổng thống đương nhiệm. Và nếu mà chúng ta ghép nối tất cả các sự kiện với việc Trump là người rất gây gắt trong vấn đề NATO. Chúng ta có thể thấy rằng viễn cảnh NATO sụp đổ vào năm 2025 không phải là một điều gì đó quá xa vời. Đặc biệt là nếu như người châu Âu một lần nữa cảm thấy lo lắng khi bị Mỹ bỏ rơi thì họ sẽ nghiêm túc thúc đẩy quyền tự chủ của châu Âu bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói. Và chúng ta có thể tự hỏi xem nếu như châu Âu độc lập khỏi Mỹ, nếu như họ tự chủ trong việc lựa chọn đối tác thì họ sẽ chọn bắt tay với ai để có thể làm nên một lục địa thịnh vượng. Hãy cho chúng tôi biết câu trả lời của quý vị trong phần bình luận nhé. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.